Theo tờ Bitip có trụ sở ở Barcelona, bố và là người đại diện của Messi, ông Jorge Messi đang hướng con trai mình đến quyết định chuyển sang câu lạc bộ Al Hilal ở Ả Rập Xê Út thi đấu với mức lương 350 triệu euro mùa. Ông Jorge Messi đang bị quyến rũ bởi lời đề nghị quá hậu hĩnh từ câu lạc bộ Al Hilal đưa ra, đang hướng con trai mình đến quyết định chuyển sang Ả Rập Xê Út. Câu lạc bộ Barcelona trên thực tế lúc này chưa đưa lời đề nghị chính thức, nên khả năng Messi trở lại sân Nou Camp gần như bị loại trừ, tờ Bitip cho biết. Messi chưa đưa ra quyết định về điểm đến mới sau khi hết hạn hợp đồng với PSG AFP. Messi sắp trở thành cầu thủ tự do vào ngày 30 tháng 6 tới đây khi hợp đồng với câu lạc bộ PSG hết hạn. Mặc dù mong muốn trở lại Barcelona của danh thủ người Argentina này vẫn còn, nhưng bố của anh, ông Jorge Messi đã thực sự bị quyến rũ bởi lời đề nghị quá hấp dẫn mà câu lạc bộ Al Hilal đưa ra và cũng là lời đề nghị chính thức ở thời điểm này, tờ Bitip cho biết thêm. Messi luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối với những lời tư vấn từ bố của mình, ông Jorge Messi, nên việc siêu sao này sẽ đồng ý với đề xuất từ bố của mình là gần như chắc chắn, cũng theo tờ Bitip nhận định. Trong khi đó, kênh El Chiringuito tiết lộ bản thân Messi cũng đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 350 triệu euro mùa giải từ câu lạc bộ Al Hilal, muốn ký hợp đồng 2 năm để tiếp tục sự nghiệp tại Trung Đông. Điều này cũng ngay lập tức giúp anh xoán ngôi vận động viên được trả lương cao nhất thế giới từ người đồng nghiệp, đối thủ lâu năm, danh thủ Cristiano Ronaldo đang đứng đầu, theo thống kê của tạp chí Forbes và đang thi đấu cho câu lạc bộ Al Nassr cũng ở Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu Messi cuối cùng có đưa ra quyết định chuyển đến Ả Rập Xê Út hay không. Nhưng trước mắt và rất rõ ràng, bố của anh, ông Jorge Messi rất muốn con trai mình đến đây thi đấu vì lợi ích kinh tế quá lớn. Lâu nay, Messi rất ít khi làm trái lời bố của mình, tờ Bitip đánh giá.